Xin kính chào quý vị và các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về được ở cái phân khúc bán tải đang rất hot trên thị trường này quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Ranger phiên bản 3.2, phiên bản Wildtrak 3.2 đấy quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được 9 vạn km rồi. Chiếc xe này thì màu trắng rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này, điều đặc biệt ở chiếc xe này là chiếc xe đã được chủ xe độ lên rất là nhiều đồ rồi quý vị các bạn ạ. Đấy, độ toàn bộ về cái phần đầu. Chiếc xe được sản xuất năm 2016 nhưng mà chủ xe đã lên form, độ lên form về cái phần đầu này, toàn bộ về phần ca lăng này, rồi những cái phần đèn này. Đấy, từ đèn LED, đèn pha, đèn gầm đều độ hết cho chiếc xe này quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe đã được lắp cả thanh giá nóc này, vai thể thao này, nắp thùng cuốn này. Đấy, rất là nhiều đồ và cả phần nội thất bên trong nữa thì tôi sẽ quay cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Đây là cái phần camera sườn mà chủ xe đã độ thêm đây ạ. Camera sườn độ cả bên trái và cả bên phải luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, đây những cái phần đèn, đèn LED, đèn pha, đèn LED, đèn xi nhan. Đấy, xi nhan đuổi rất là đẹp. Camera sườn đây quý vị các bạn ạ, cả hai bên đều có camera sườn phiên bản Wildtrak 3.2 lít ạ. Đấy, về cái phần đèn hậu cũng đã được chủ xe độ thêm lên. Đèn hậu này là nếu bật hết lên là nó rất là đẹp đấy quý vị bạn nhé. Từ đèn hậu, đèn phanh, đèn xi nhan đều rất là đẹp. Ba đờ sốc sau này cũng đã được độ bằng sắt rất là cứng cáp quý vị các bạn ạ. Đấy, những cái phần ba đờ sốc sau cũng đã được độ rồi. Và đây là cái phần nội thất của chiếc xe quý vị bạn nhé. Từ những cái phần nội thất này chủ xe cũng đã ốp lên rất là nhiều, kể cả từ những cái trần. Đấy, trần 3D rất là đẹp. Đấy, toàn bộ đồ của chủ xe vẫn còn nguyên trong xe đấy, tôi vừa mới mua xong quý vị các bạn ạ. Đấy, cánh cửa này đã được chủ xe cũng ốp hết cả các thứ rồi. Xe được trang bị là ghế điện. Đấy, đây là camera sườn này, camera sườn cả hai bên chủ xe độ thêm. Đồng hồ công tơ mét đây quý vị các bạn ạ. Chiếc xe đã lăn bánh được 9 vạn km rồi quý vị bạn nhé. Dàn lốp theo xe còn nguyên. Và start top, chủ xe cũng đã độ thêm lên start top rồi quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe Wildtrak, bộ đây là cái bộ khóa mà chủ xe độ thêm đấy ạ. Ba chìa khóa quý vị các bạn ạ. Khóa thông minh, đè nổ, start top. Đây là bản phiên bản nó khóa độ quý vị nhé. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Chiếc xe Wildtrak 3.2 này thì option là tương đối đầy đủ rồi quý vị bạn ạ. Từ phanh, khoảng cách, cảnh báo lệch làn, đấy, đầy đủ hết cả rồi. Rất là mới, rất là đẹp nhá. Đây là camera lùi quý vị các bạn ạ. Camera lùi, camera sườn đầy đủ hết rồi. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi vừa mới mua xong, vừa mới đặt cọc cho khách thôi. Mua nhưng mà tôi mới đặt cọc cho khách thôi chứ tôi chưa lấy, tại vì là anh bạn chủ xe này còn đang có việc đi nốt mấy ngày cuối tuần, cho nên là sang tuần thì tôi sẽ lấy chiếc xe này về, sẽ dọn dẹp lên, tôi sẽ làm video cẩn thận lại, làm video lại chi tiết lại để cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Vì chiếc xe này là chủ xe đang sử dụng, vừa mới mua xong cái là tôi lấy đây, tôi quay tạm, tôi đăng trước lên thôi, chứ chiếc xe này mà dọn dẹp đi sạch sẽ nó còn đẹp lắm. Đây là nó còn đang vẫn còn đang đồ của chủ xe này, vẫn còn bẩn nguyên này, chưa rửa, chưa làm một cái gì cả mà đẹp như thế này rồi đấy. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger Wildtrak phiên bản 3.2 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Và chiếc xe này thì hiện nay đang rất là hot quý vị các bạn nhé. Quý vị có biết tại sao là đang rất là hot, đặc biệt là chiếc xe 3.2 này nữa không ạ? Tại vì chiếc xe Wildtrak 3.2 này thì bắt đầu từ năm 2019 thì sẽ đã không sản xuất ra chiếc xe Wildtrak 3.2 nữa, và thay vào đó là phiên bản Biturbo này, rồi phiên bản Raptor. Và bây giờ rất nhiều người thích cái phiên bản Raptor, nhưng mà cái phiên bản Raptor thì lại rất là đắt tiền quý vị các bạn ạ. Cho nên là rất nhiều các bạn trẻ đang săn lùng những chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 3.2 này đấy, phiên bản này về độ thành Raptor. Chính vì nhiều người săn lùng như thế cho nên là những chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 3.2 này giá còn đắt hơn cả năm ngoái cơ quý vị các bạn ạ. Chính chúng tôi là những người đi buôn mà còn bất ngờ. Cho nên là nếu như quý vị các bạn nào mà không ở trong nghề hoặc không theo dõi giá cả thị trường
thì cho là rất là đắt quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán cái giá dự kiến là hơn 700 một chút thôi quý vị và các bạn nhé. Đấy, là nếu như quý vị và các bạn nào mà có nhu cầu thì liên hệ cho tôi, chỉ hơn 700 một chút. Và chiếc xe này thì sản xuất năm 2016, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp được. Quý vị và các bạn vẫn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những chiếc xe mới nhất, những sản phẩm mới nhất mà kênh ô tô 360 chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Thank you.